Có 3 kiểu người đừng bao giờ đối xử tử tế, và cũng có 3 kiểu người tuyệt đối phải tránh thâm giao. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta luôn cần phải giao thiệp với nhiều người để không ngừng học hỏi phát triển, và sự tử tế sẽ là một trong những nền tảng giúp những mối quan hệ ấy trở nên vững bền hơn. Thế nhưng, kết giao với ai, kết giao ở mức độ nào, hay có nên chia sẻ lòng tốt của mình với tất cả mọi người hay không, chỉ là những câu hỏi mà chúng ta cần ngẫm nghĩ. Kỳ thực không ai trong chúng ta có thể phủ nhận lợi ích và tầm quan trọng của việc kết giao bằng hữu, mở rộng mạng lưới, quan hệ cũng như sức mạnh của sự tử tế trong cuộc sống. Nhưng những người thông minh sẽ luôn biết đâu là người nhất định phải hạn chế kết giao và đâu là người không cần phải niềm nở đón chào. Dưới đây chính là 3 kiểu người mà bạn đừng bao giờ ban phát lòng tốt của mình cho họ, và 3 kiểu người bạn chớ dại mà thâm giao. Đầu tiên là 3 kiểu người đừng bao giờ đối xử tử tế. Nếu bạn chạm mặt với 3 loại người này, hãy mạnh mẽ, cứng rắn và không cần phải tỏ ra vui vẻ, tươi cười với họ, bởi họ không xứng đáng với sự tử tế và chân thành của bạn. 1. Kiểu người luôn muốn giành phần hơn, không bao giờ chịu nhận thiệt thòi về phía mình. Tỷ phú Lý Gia Thành từng nói, muốn nhìn thấu nhân phẩm của người khác, chỉ cần quan sát thời điểm họ xung đột về lợi ích, đặc biệt là khi lợi ích bị hao tổn, phản ứng của họ sẽ thể hiện rõ nhất. Đúng như vậy, con người ta sống trên đời không tránh khỏi những lúc phải nhận phần thua thiệt về mình. Dù muốn hay không, thì nhưng cách chúng ta phản ứng trước tình huống đó sẽ thể hiện nhân phẩm và đẳng cấp của chúng ta. Vậy nên, nếu một lúc nào đó bản thân bạn bị thiệt thòi một chút, thì chớ vội cày cú hay lo lắng. Ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy thôi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cứ vô tư chịu thiệt thòi trong mọi việc. Thay vào đó, trong từng hoàn cảnh, hãy tự đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng xem việc bạn chịu thiệt có đáng giá hay không. Bên cạnh đó, nếu thấy ai đó cứ luôn đẩy phần thiệt về phía bạn, thì bạn không cần phải niềm nở với họ, bởi những người đó rốt cục chỉ muốn chiếm lợi lộc từ bạn mà thôi. Họ không hề yêu thương bạn, không quan tâm tới việc bạn phải chịu thiệt thòi ra sao. Cái họ quan tâm chỉ là cái lợi trước mắt họ, là phần hơn mà họ chiếm được. Do đó, chẳng có lý do gì để chúng ta phải có thái độ hòa nhã, vui vẻ với những người như vậy cả. 2. Kiểu người luôn nói những lời cay độc. Các cụ ta đã dạy rằng, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hay phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Ngụ ý ở đây là phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, chớ nói ra những lời khiến người khác tổn thương. Nhiều người trong cuộc sống hiện nay vẫn nghĩ rằng những lời cay độc của mình là những lời nói thẳng thắn mà người khác cần trân trọng. Nhưng không, dù nói thẳng nói thật thì vẫn phải có đạo lý và phải biết điều gì nên nói và điều gì không nên. Lời nói mà không hiểu đạo lý châm chọc người khác thì chính là những lời độc địa. Các nhà tâm lý học cho hay, ngôn ngữ sẽ phản ánh nội tâm của một con người, nên những người thường hay nói những lời cay nghiệt chua ngoa thì hẳn chẳng phải là người có tâm địa tốt đẹp. Do vậy, nếu những người như thế xuất hiện trong cuộc sống của bạn, đừng nhã nhặn lịch sự với họ, bởi họ có thể nói lời cay độc với người khác thì họ cũng có thể làm vậy với bạn. Và việc họ thốt ra những lời châm biếm cay nghiệt với bạn cho thấy rằng họ không tôn trọng cũng không muốn tử tế với bạn. Vậy thì hà cớ gì bạn phải khách khí với họ? Hãy tỏ thái độ cứng rắn dứt khoát, bởi bạn càng khách khí bao nhiêu, họ sẽ lại tự cho mình là đúng, lại vô tư nói những lời chẳng mấy hay ho bấy nhiêu. 3. Kiểu người lợi dụng và bán đứng bạn bè. Tình bạn phải dựa trên sự chân thành để tồn tại. Khi đối phương đã lừa dối, phản bội và cố gắng lợi dụng sự giúp đỡ của bạn bằng mọi cách, thì cũng là lúc họ được không còn giữ được sự chân thành vẹn nguyên nữa. Tình bạn như vậy sớm hay muộn cũng sẽ tàn vỡ. Thêm vào đó, khi người ta đã lợi dụng và bán đứng bạn được một lần,
thì không có gì đảm bảo họ sẽ không tiếp tục làm vậy với bạn lần hai, lần ba và nhiều lần sau nữa. Bạn nói bạn có thể tha thứ, nhưng liệu bạn sẽ tha thứ được đến bao giờ? Xung quanh bạn còn nhiều người tốt khác, những người thực sự yêu quý và chân thành với bạn, nên đừng lãng phí quỹ thời gian quý báu cũng như sự tử tế của bản thân cho những người chỉ biết lợi dụng mình bạn nhé. Điều thứ hai là ba kiểu người cần tránh thâm giao. Ngạn ngữ có câu: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào. Thiết nghĩ ý nghĩa của câu ngạn ngữ là bạn chơi với những người như thế nào thì bạn sẽ là người như vậy. Vì thế trong cuộc sống, hãy chọn lựa bạn thật kỹ càng và chớ dại mà kết giao với ba kiểu người này, bởi họ đều mắc một căn bệnh khó chữa, nghèo về mặt tinh thần. 1. Người có tầm nhìn hạn hẹp. Còn nhớ vào thời chiến quốc, Tần Thủy Vương chỉ dùng một kế nhỏ nhưng lại dễ dàng thôn tính được cả nước Sở với nguồn tài nguyên phong phú. Dựng một con trâu chứa đầy vàng trong hậu môn lên trên đỉnh núi cao nhằm đánh lừa Sở Hầu. Do nhận thức nông cạn, không suy tính kỹ càng, Sở Hầu liền trúng kế cho người dân lên núi rước trâu về và cuối cùng phải chịu cảnh mất nước. Người có tầm nhìn hạn hẹp cũng giống như Sở Hầu vậy, họ chỉ có thể nhìn được những cái lợi nhỏ nhoi trước mắt, bỏ qua những điều giá trị ở phía sau mà chỉ khi trải qua gian khổ thử thách mới có thể giành lấy. Họ cũng không nhận thức được rằng họ làm như vậy đồng nghĩa với việc tự hạn chế khả năng phát triển của mình và tự đẩy mình ra xa thành công hơn. Vì thế khi kết giao với những người này, lâu ngày bạn cũng sẽ trở thành người nông cạn, thiếu hiểu biết, lúc nào cũng chăm chăm vào những lợi ích vụn vặt, thảm đũa mà bỏ mâm như họ. Những người tài giỏi dần già sẽ vì vậy mà chê cười và xa lánh bạn. Vậy thử hỏi xung quanh bạn sẽ còn lại những người thế nào và bạn sẽ phát triển bản thân theo con đường ra sao? 2. Người sống quá cảm tính thiếu lý tính. Cảm xúc và lý trí là hai mặt quan trọng tạo nên sự cân bằng cho cuộc sống của chúng ta. Trong đó, cảm xúc sẽ là nền tảng cho lý trí. Trái lại, lý trí sẽ chi phối và giúp chúng ta kiểm soát cảm xúc. Thật vậy, con người chúng ta trong cuộc đời sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: vui, buồn, giận, hờn, tủi thân, xấu hổ, v.v. Nếu không có lý trí làm điểm tựa, chúng ta rất dễ bị cảm xúc chi phối và sau cùng sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Chúng ta sẽ chẳng còn biết đâu là đúng, đâu là sai mà chỉ hành động theo cảm tính bộc phát nhất thời, để rồi sau đó phải sống với sự hối hận và dằn vặt. Người sống quá cảm tính không chỉ khó lòng thành công trong cuộc sống, mà những cảm xúc tiêu cực, thói quen hành sự thiếu lý tính của họ sẽ ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Đồng thời, sự cảm tính ấy có thể sẽ hút cạn năng lượng tích cực của bạn nếu ở cạnh họ lâu dài. Do đó, chớ dại mà thâm giao với những người như vậy. 3. Người có lòng dạ hẹp hòi, thích so đo với người khác. Cuộc sống xung quanh chúng ta tồn tại không ít kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi. Những người này luôn coi bản thân là trên hết, là người tài giỏi nhất, nên sẽ thường ganh ghét đố kỵ với thành công của người khác. Và thậm chí, họ còn có thể ném đá giấu tay, làm ra những hành động không tốt đẹp gì để hạ bệ đối phương và để bản thân mình luôn là cái rốn của vũ trụ. Thêm nữa, những kẻ tiểu nhân như vậy cũng luôn đề cao bản thân, tự cho mình là đúng, nên không bao giờ nhận sai về phía mình. Thay vào đó, họ sẽ tìm mọi cách đẩy mọi lỗi lầm và trút sự giận dữ của họ lên người khác trong mọi chuyện, và cũng sẽ vì lợi ích của bản thân mình mà không màng tới sự sống chết của những người xung quanh. Nhà văn Nam Cao từng viết: kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình. Như thế, những kẻ lòng dạ hẹp hòi, thích so đo, đích thị chẳng phải người quân tử chân chính, nên nếu không muốn vướng vào những rắc rối thị phi thì chớ kết giao với những người này.